bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện kiểm tra khả năng chống tia UV của sản phẩm kem chống nắng UV cùng với một loại kem chống nắng khác cùng loại trên thị trường bằng thiết bị kiểm tra tia UV thông minh. Sau đây mình sẽ thoa kem chống nắng UV lên da của một bạn. Và mình sẽ tiếp tục thoa một loại kem chống nắng khác cùng loại trên thị trường. Sau đó mình sẽ dùng thiết bị kiểm tra tia UV thông minh để kiểm tra khả năng chống tia UV nha. Và trên khu vực đã thoa kem chống nắng UV, các bạn sẽ nhìn thấy màu đen, chứng tỏ rằng kem chống nắng UV có khả năng chống tia UV. Còn bên đã thoa kem chống nắng khác cùng loại trên thị trường thì không có, có nghĩa là nó sẽ không có khả năng chống tia UV đâu. Như vậy, qua bài kiểm tra nhỏ vừa rồi, bạn có thể thấy được sự khác biệt của việc sử dụng kem chống nắng UV so với một số loại kem chống nắng khác cùng loại trên thị trường. Vậy là bạn có thể tự tin sử dụng kem chống nắng UV rồi nha.